con kính thưa bạch thầy, con kính thưa đại chúng. Hôm nay là tháng 1, ngày 10, 2021. Con cảm thấy chúng ta rất là may mắn là bởi vì chúng ta đang ở trong một cái nơi chốn rất là an toàn. Và nhất là những các vị xuất sĩ, sư quý thầy, quý sư cô và các vị tại gia ở đây trong khóa tu mùa đông. Hai tháng đã trôi qua trong khóa tu mùa đông và 11, đã là 11 tháng từ lúc mà chúng ta bị COVID. Và chúng ta đang rất là may mắn để có thể có mặt ở đây thực tập và có một cái ngôi nhà rất là an toàn. Và trong khi đó thì ở ngoài thế giới, ở Hoa Kỳ thì chúng ta có rất là nhiều những trường hợp rất là đau thương, rất là bạo lực. Có đôi khi chúng ta ở trong một cái nơi an toàn thì chúng ta trở thành chúng ta không có trân quý cái sự an toàn nơi chúng ta ở, cái sự thực tập mà chúng ta có lúc nào cũng có sẵn sàng cho chúng ta, và cái tăng đoàn tăng thân của chúng ta, tình huynh đệ, tình tỷ muội lúc nào cũng có mặt cho chúng ta hết. Nhưng mà và những gì mà chúng ta cảm thấy rất là quen thuộc thì rất là dễ để mà chúng ta không có còn trân quý nó. Hôm nay thì cái chủ đề của buổi pháp thoại đó là về màu da hoặc là chủng tộc và sự phân biệt chủng tộc và sự phân biệt về tín ngưỡng, về tôn giáo. Đây là một cái chủ đề rất là nhạy cảm, và con đã suy nghĩ nhiều về chủ đề này và con cảm thấy rất là hoang và cũng có một cái vấn đề đã xảy ra ngay Capitol Hill, con nghe, trong thứ tư vừa qua. Và nó và cho nên con muốn hiểu hơn về cái vấn đề này. Con muốn hiểu là chúng ta đang ở đâu, tại sao chúng ta đang làm những gì chúng ta đang làm, và chúng ta là ai. Cho nên là chúng ta hãy khám phá cái vấn đề này cùng với nhau. Con thì con không chắc chắn là không có những câu trả lời, và con cũng còn đang vẫn còn bị thử thách, và con nghĩ rằng đây là một cái chủ đề quan trọng. Nó làm dấy lên không những chỉ là về mặt tinh thần và cả về mặt thể xác và mặt tinh thần. Và con muốn chúng ta có một cái cách cảm nhận trực tiếp hơn là cái sự cảm nhận qua suy nghĩ qua Và cái điều này nó rất là đồng cùng hướng với lại cái sự thực tập trong thân trong thân, quán thân trong thân. Vậy chúng ta hãy dành một khoảng thời gian để xem cho chúng ta đang cảm thấy như thế nào trong thân. Và con rất là chắc rằng là trong cái tuần vừa qua, cái tháng vừa qua, tâm chúng ta đã rất là lăng xăng với sự sợ hãi, với sự tính toán, với sự thất vọng, sự tuyệt vọng hoặc là sự hy vọng. Và cho nên cái tâm của chúng ta nó đang rất là lao xao. Nhưng mà chúng ta cũng học được rằng là những cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta nó đang
thường đây là gửi những cái thông tin đến bộ não nhiều hơn là bộ não gửi đến cho chúng. Ví dụ như là cái hệ thống tiêu hóa, cái hệ thống tiêu hóa như là ruột và dạ dày là 80% số lượng 80% số lượng dây thần kinh là từ bộ phận tiêu hóa, và chỉ có 20% là từ não xuống bộ phận tiêu hóa, 80% là từ bộ phận tiêu hóa lên não. Cho nên bộ phận tiêu hóa được xem như là một bộ não riêng, và chúng ta có cái bộ não ở trên đầu, và chúng ta cũng có cái bộ não ở dưới bụng. Và bởi vì chúng ta biết rằng nó không phải chỉ có não của chúng ta, nó bị ảnh hưởng khi mà chúng ta bị stress, bị chi phối bởi những cái năng lượng tiêu cực, những năng lượng mạnh. Mà chúng ta cũng cảm thấy có cái cảm nhận gì đó trong bụng của chúng ta, cảm thấy bụng của chúng ta nó đau, nó khó tiêu. Cảm nhận như là có một cái nắm tay trong tâm của chúng ta, trong cái bụng của chúng ta. Và đó là có một cái cảm nhận thật trong trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Và đó là lý do tại sao cái hệ thống tiêu hóa là một cái bộ não thứ hai. Và nó cũng là cái sự biểu hiện của tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể nhìn vào bộ phận tiêu hóa của chúng ta và chúng ta thấy được cái cách chúng ta phản ứng khi mà chúng ta có những cái buồn phiền, những cái phiền não nó chấn ngự. Đó chính là cái nơi đầu tiên mà đó là nơi mà có thể xảy ra bị táo bón, tiêu chảy hoặc là đau bụng. Và đó là những cái biểu hiện rất là thông thường trong chúng ta. Đó là cái bộ não. Và chúng ta cũng có trái tim. Và trên trái tim của chúng ta cũng rất là nhiều các cái dây thần kinh. Và 80% số lượng dây thần kinh đó là đi lên não. Và 20% còn lại là từ não đi xuống tim. Cho nên là thật ra thì cái trái tim của chúng ta nó gửi nhiều cái thông tin lên não bộ của chúng ta hơn là từ não bộ xuống. Cho nên không phải là rằng là cái bộ não của chúng ta là vì là người chủ, mà chúng ta thấy rằng là tất cả những bộ phận của chúng ta như là tim, phổi, ruột cũng có cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên là ở trong thân thể của chúng ta, trong tự thân chúng ta, nó không có cái quan niệm về chủ và tớ. Và nó không có một chỉ có một cái bộ phận nào là quan trọng nhất, mà đó là cái sự thể hiện qua cái biểu hiện qua cái con người của chúng ta. Nếu chúng ta học một cách trở về với tự thân, lắng nghe thân thể của chúng ta và lắng nghe những cái biểu hiện này trong ta, thì chúng ta có thể cảm nhận được rất là sâu sắc hơn những gì đang diễn ra trong chúng ta và trong xã hội của chúng ta, dùng đó để mà phản ảnh lại trên bản thân chúng ta, và chúng ta trở thành điều đó nó hay hơn là chúng ta cảm nhận thực tế qua suy nghĩ, qua suy luận. Bởi vì với những gì đã xảy ra thì nó không phải là về mặt logic nữa. Và những gì đang diễn ra trong xã hội nó không... Cho nên chúng ta hãy dành một khoảng thời gian trở về với hơi thở, nghe và theo tiếng chuông. Hãy điểm qua những cái bộ phận của cơ thể chúng ta như là não, tim, bộ phận tiêu hóa, và hãy lắng nghe cơ thể của chúng ta. Chúng ta hãy thực tập thở để mà làm cho lắng dịu những cái cảm nhận, những cái cảm giác trong cơ thể của chúng ta.
Khi mà chúng ta nói về sự phân biệt như là tôn giáo hoặc là chủng tộc hoặc là giới tính, thì bất cứ sự phân biệt nào cũng xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Và chúng ta học được rằng là cái phân biệt có tri giác, tức là có nhận thức, hoặc là cái phân biệt không có nhận thức. Sự thiên vị hoặc là sự phân biệt có nghĩa là chúng ta thiên vị về một cái hoặc là chúng ta chống đối một cái cá nhân hoặc là một cộng đồng nào đó. Đó là thiên vị hoặc là kỳ thị. Đó là trong kỳ thị và thiên vị thì có thể rằng là nó vô thức hoặc là có ý thức. Và có ý thức có nghĩa là một cái hành động, một cái cách nhìn mà chúng ta biết, chúng ta có nhận biết. Và như là con ghét màu đỏ, con thích màu nâu. Đó là cái chúng ta thấy được rằng là chúng ta biết được. Chúng ta ghét người này, thích người kia. Ghét cộng đồng này, thích cộng đồng kia. Hoặc là chúng ta sợ người này. Đó là những cái gì chúng ta biết. Hoặc là chúng ta sống với ai đó một khoảng thời gian lâu, một người phụ nữ lâu rồi thì hoặc là cô ấy ghét một ai đó thì cô ấy sẽ bắt đầu ho khi mà có một người nào đó mà cô ấy không có thích đi vào trong phòng. Và chúng ta cô ta sẽ làm những cái động tác như là đi ra ngoài hoặc là tới một nơi khác. Và nếu như cô ấy không có thích cái vị đó thì cô ấy cũng không có thích những cái người thân của cái vị đó. Thì đó là những cái phân biệt trong chúng ta. Khi chúng ta không thích một ai đó hoặc một cộng đồng nào đó thì chúng ta thấy họ, chúng ta không có muốn nhìn họ. Chúng ta không có, thậm chí là không có muốn nghe thấy người đó và chúng ta muốn đi ra ngoài. Và chúng ta đóng cửa chúng ta lại. Chúng ta đẩy người đó xa, hoặc là cộng đồng đó, hoặc là một cái chủ đề nào đó, hoặc là một cái suy nghĩ, một cái trí nhớ, một cái hồi ức nào đó. Thì cái đó là explicit. Có nghĩa là đó là những cái mà chúng ta có thể nhận biết được. Còn một cái nữa đó là chúng ta vô thức. Nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng đến chúng ta trong lời nói, hành động. Và về phân biệt vô thức thì khi chúng ta không có biết được và nó có thể đi ngược lại với những gì chúng ta tin vào. Ví dụ như con là một người bác sĩ, con đã thề rằng là giúp mọi người để không có hại ai hết, chữa bệnh cho mọi người. Nhưng mà nếu như có ai đó đến và vì màu da của người đó, và có một người phụ nữ mang chồng của cô ấy tới bệnh viện vì anh ấy bị bệnh rất là nặng, và anh ấy là một người Mỹ châu Phi, người gốc châu Phi, và có những cái xét nghiệm thì là, và những cái xét nghiệm đó thì cho âm tính hết, nhưng mà anh ấy vẫn bệnh. Nhưng mà cuối cùng thì anh ấy vẫn bị xét nghiệm vẫn bị xét nghiệm là HIV dương tính. Thì cô vợ mới phản ứng thì các vị bác sĩ mới nói là nhưng mà anh ấy là một người Mỹ gốc Phi mà. Thì cô vợ cô mới rất là sốc và cổ chặn các vị bác sĩ liền.
Và cô ấy nói rằng các vị nên kiểm tra lại. Thì các vị bác sĩ kiểm tra lại thì phát hiện ra là anh ấy không có bị HIV, mà chứng tỏ là một cái bị bệnh khác. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái điều đó nó có những cái điều mà chúng ta tin vào rất là ngay thẳng, nhưng mà có những cái sự phân biệt sâu trong tâm thức và mà nó chúng của chúng ta nó vẫn phát ra và nó đi ngược lại với những gì chúng ta đứng về, chúng ta tin vào. Ví dụ như các vị cảnh sát, chúng ta biết rằng là họ có thể dừng lại và có thể họ sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn đối với những dễ hơn đối với những người mà Mỹ gốc Phi hơn là những người có da màu khác. Trong các tù nhân hiện giờ thì đa phần là các vị Mỹ gốc Phi, và có thể họ ở trong đó họ không có phạm một cái tội gì hết, nhưng mà bởi vì cái sự phân biệt cho nên họ là những người dễ bị bắt nhất, những người sẽ bị bắt dễ nhất đầu tiên và sẽ chờ để bị phán xét. Cho nên đây là những gì mà chúng ta phân biệt mà vô thức, và tất cả chúng ta đều phải đối diện với nó. Và họ nói rằng là đặc biệt đối với những người mà chúng ta tin rằng chúng ta là đúng, chúng ta là tin vào một cái điều gì đó chúng ta đang làm là đúng, chúng ta có cái quyền, chúng ta đang đấu tranh cho hòa bình, cho đất mẹ. Và trong những người đó thì rất là khó để mà nhận biết được cái điều này, bởi vì họ không có tin rằng họ là những người có những cái phân biệt trong tâm thức như thế này. Và chữ denial có nghĩa là chữ từ chối, bác bỏ. Stands for don't even know I am lying. Có nghĩa là tôi còn không biết rằng là tôi đang nói dối. Cho nên con nghĩ rằng chúng ta có thể đi qua một chút vào cái cấu trúc của não bộ để chúng ta có thể hiểu hơn về chúng ta. Để mà hiểu hơn. Và đây là bộ não. Và cái mũi thì ở bên tay trái của con. Đây là cái phần của não gọi là reptilian. Bởi vì não có hai bán cầu, là bán cầu trái và bán cầu phải. Nếu chúng ta chia ngay chính giữa thì ở trong cái phần chính giữa đó nó có một cái cấu trúc nhỏ. Phía trên or the mammalian brain. Cái phần phía trên của não thì mới được khám phá ra gần đây. Còn cái phần đây là phần phía trước của não. Đây là phần não trước. Cortical brain or the neocortex, because it's new, more recent. Có một cái giả định từ bác sĩ McLean. Có nghĩa là nó nói là có nghĩa là ba trong một của một bộ não. Đó là chúng ta có một cái bộ não của những loài bò sát.
Và đây là cái bộ não, cái phần não này nó chịu trách nhiệm cho những cái rất là căn bản, ví dụ như là nhịp tim, nhịp thở. Này, bao nhiêu lần chúng ta thở cho một phút, hoặc là nhiệt độ của thân thể, hoặc là cái phản ứng của chúng ta khi mà đối diện với một cái trường hợp căng thẳng, là chúng ta chạy đi, hoặc là chúng ta phản ứng lại. Và có hai phần, đó là phản ứng, có nghĩa là chúng ta chống lại, hai là chúng ta bỏ chạy, ba là chúng ta đứng lại, chúng ta bị đóng băng. Đây gọi là bộ não của bò sát. Ở đây là những cái điều rất là căn bản, và nó nằm ở gần phía sau của bộ não chúng ta. Còn cái phần não nhỏ sau bên trong giữa hai bán cầu não thì gọi là, thì cái nơi đó là nơi mà chúng ta cảm nhận được những cái cảm thọ, những cái cảm giác, ví dụ như là trên da của chúng ta, nó sẽ đi lên cái bộ phận này của não, và nó sẽ được đối chiếu với những cái kinh nghiệm trong quá khứ. Và khi mà chúng ta nhìn một người nào đó chúng ta không có thích bởi vì cái hình dáng hoặc là cái màu da, và chúng ta đã có một cái kinh nghiệm không có tốt về một người tương tự như vậy, thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, bởi vì nó làm cho chúng ta nhớ lại cái kinh nghiệm cũ đó. Chúng ta bắt đầu tim đập nhanh hơn, thở nhanh hơn, và chúng ta sẵn sàng chống trả lại, đánh lại, hoặc là chúng ta sẵn sàng chạy đi, hoặc là chúng ta đông băng. Và cái phần não và các loài bò sát thì thường chúng ta đóng băng, thường là chúng đóng băng, là đây là cái cách phản ứng thiên cổ nhất. Còn chạy và đánh thì thường là xảy ra ở nơi chúng ta, con người. Nếu chúng ta không đánh được thì chúng ta sẽ chạy. Nếu chúng ta cảm thấy bị co rúm lại thì chúng ta sẽ đóng băng. Và đây là, còn đây là cái phần não trong qua cái quá trình tiến hóa thì cái bộ não của chúng ta nó bắt đầu nó cũng tiến hóa theo, và có một cái những cái phần não nó được bắt đầu thay đổi và nó lớn lên, và nó cho chúng ta có những cái cảm nhận mới. Ví dụ như chúng ta có thể lên kế hoạch về một cái hành động nào đó. Ví dụ như ở phần não trước, nó có cái tính cách là nó có thể phân biệt được những gì chúng ta cần làm, những gì chúng ta không cần làm. Ví dụ như ở thứ tư có cái sự tấn công ở Capitol Hill, thì chúng ta có những cái và không, như bên cạnh đó có cái sự từ bi, có cái nhận biết về bản thân. Đây là những cái có mặt trong tiến hóa của con người. Và trong cách này chúng ta thấy rằng ở trong chúng ta, chúng ta tự hào về chúng ta là những loài động vật rất là tối tân. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là trong tự thân chúng ta có những tổ tiên của động vật. Ví dụ như là cái bộ phận não của con bò sát thì nó quyết định sự sống chết của chúng ta.
ví dụ như là con ong, con kiến, chúng có những cái cách gọi là chúng sống trong cộng đồng là nhiều, là chính. Còn cái sự nhận biết của tự thân chúng thì không có nhiều. Và trong chúng ta cũng có những cái đó. Còn cái phần bộ não ở phía trên, thì khi chúng ta có cái bộ phận này thì chúng ta có những cái biểu hiện của cảm thọ như là sợ hãi. Là có những cái cảm thọ rất là sâu sắc, rất là mạnh. Ví dụ như là sợ hãi, sân hận, giận dữ, hoặc là bạo lực. Và khi chúng ta nhìn vào cái bộ não này, chúng ta thấy được, chúng ta sẽ hiểu được là bởi vì tại sao chúng ta lại là những người như chúng ta bây giờ và chúng ta làm những điều chúng ta đang làm. Và khi cái cảm thọ của chúng ta nó được biểu hiện thì chúng ta sẽ phản ứng theo những cái cảm thọ mà sâu sắc đó, bởi vì đây là những cái nó liên quan đến cái sự sống còn của chúng ta. Chúng ta tự hỏi rằng là chúng ta có an toàn hay không? Từ đầu ngày đến cuối ngày, từ cái cơ thể, từ đến bộ não của chúng ta, đến tâm thức của chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ rằng là chúng ta có đang an toàn hay không? Đó rất là căn bản. Và bà Oprah Winfrey, bà đã phỏng vấn rất là nhiều người. Và mỗi lần phỏng vấn, cho dù đó là một người nổi tiếng, một người tổng thống hoặc là một người bình thường, thì ở phía cuối cuộc phỏng vấn, họ sẽ hỏi rằng là cái cuộc phỏng vấn đó có được không? Tôi có ổn không? Và đó là một cái sự sống còn, một cái điều mà chúng ta rất là cần trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta có đang an toàn hay không? Và não bộ của chúng ta phía trước nó có những cái tính cách có thể phân biệt, có thể suy nghĩ. Nhưng mà nó đều quy về cái sống còn. Nó có thể là nó cao hơn, nhưng mà nó đều đi về cái bản chất của nó là muốn sự có được sự an toàn. Cũng như những con kiến ấy. Nhưng mà đối với chúng ta là loài người, thì cái sự hiểu biết về cái sự an toàn nó cũng thay đổi. Ví dụ như lúc đó con đang xem một cái bài thuyết trình của TED. Và con cái vị đó nói rằng là các bạn có biết rằng là trong Hoa Kỳ có rất là nhiều vị nhập cư mà không có giấy tờ. Đó là cánh trái họ muốn cho những người đó có những cái phúc lợi xã hội. Và các bạn có biết rằng là những cái đất nước của chúng ta bị rút từ. Và các bạn hãy suy nghĩ về vấn đề này, hãy quyết định ngay bây giờ. Và cái hành động đó của cái vị thuyết trình, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta bị đe dọa bởi những người nhập cư bất hợp pháp, và sợ rằng là họ sẽ lấy đi những cái phúc lợi của chúng ta. Cũng như là những người ở Nam Phi, họ tìm cách chạy qua Mỹ. Và có một cái lời đó là một cái lời nói dối, đó là chúng ta, những người này có thể sẽ lấy đi những cái công việc của chúng ta, và nó lấy đi cái sự
an toàn của chúng ta, và nó làm cho chúng ta sẽ phản ứng với sự sợ hãi, với sự bạo lực, bạo động. Và nó rất đơn giản và nó rất là rõ ràng. Và chúng ta tự hỏi rằng chúng ta là Cộng Hòa hay là chúng ta tự chủ. Chúng ta hay tự hỏi rằng là chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào bởi vì bởi những cái thông tin này. Chúng ta không thể bác bỏ nó được bởi vì nó sẽ tới với chúng ta. Và bạn của chúng ta, những người mà chúng ta biết, cộng đồng của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Anh trai của con đến Hoa Kỳ lúc mà con 17 tuổi. Em trai của con thì 4 tuổi nhỏ hơn con. Lúc đó thì em khoảng 12 tuổi. Chúng con qua đây ở với là gia đình. Và chúng ta, con và gia đình ở bên này thì rất là thân với nhau. Và gần đây thì con mới biết rằng là em trai của con ủng hộ Tổng thống Trump. Thì con mới hỏi em trai con là em trai con hỏi con là bởi coi lỡ chúng ta mất đi những công việc bởi những vị nhập cư bất hợp pháp thì sao? Thì con mới bất ngờ bởi vì con không có nghĩ rằng là em con có những cái suy nghĩ như thế này. Con mới nói là những người nhập cư bất hợp pháp này, như thế kia. Thì con mới nói rằng em ơi dừng lại đã. Chúng ta có phải là những người nhập cư hay không? Nếu như chúng ta không có cái cơ hội qua đây thì làm sao chúng ta có thể được như ngày hôm nay? Những cái nhìn này nó làm cho chúng, khi mà nó tác động đến chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta chúng ta không có biết được là nó đang từ từ nó phát triển bên trong chúng ta, và chúng ta có thể không biết được, và chúng ta có thể vô thức, một cách vô thức mà phát triển lên những cái phân biệt. Là nếu như chúng ta không có cái sự nhận biết của thân thể, của lời nói và của suy nghĩ, chúng ta sẽ không biết được. Và chúng ta sẽ đối xử với những người xung quanh chúng ta khác, một cách khác. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh. Chúng ta cảm thấy có sự hoang mang, và chúng ta có và chúng ta cảm thấy rằng những gì chúng ta làm là đúng. Và những lời nói chúng ta nói ra, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta sẽ dùng những lời nói đó để mà bảo vệ cho những cái hành động của chúng ta. Cái nhìn mà chúng ta học về một cái con quái vật, khi mà nó tới một cái đất nước đó, và những người đất nước đó họ đuổi nó đi, họ nói những lời rất là tệ bạc với nó. Và mỗi lần những cái lời nói tệ bạc đó nói với nó, thì là cái con quái vật đó, nó lớn lên từ từ và nó trở thành rất là khổng lồ. Và cái con quái vật đó nó đã xuất hiện trong cái đất nước của chúng ta, từ cái những cái cánh trái cánh phải, sự đấu tranh, sự bạo động giữa trong gia đình, và chúng ta đã bị phân chia, bị chia rẽ. Cho dù chúng ta là trái hay phải, hay là đúng hay sai, chúng ta đều cảm nhận được cái sự chia rẽ đó. Chúng ta cảm được cái con quái thú của sự sợ hãi, bạo động, hoang mang và sân hận. Và chúng ta đã nuôi cái con quái vật đó, và bây giờ nó đã trở thành, nó thống trị chúng ta.
nó ảnh hưởng, nó chi phối đến sự hành động, suy nghĩ của chúng ta. Lúc mà con đọc cái thông tin và con nghe về cái con coi cái video và cái ngày mà chính thức quyết định ai là người tân tổng thống, thì có một cái nhóm người, những người mà ủng hộ cho tổng thống Trump, họ đã tấn công Capitol Hill. Và đó là, con nghĩ rằng là chúng ta đã nghe những cái bài thuyết trình của tổng thống, và chúng ta cũng nghĩ rằng có những người đã bị tổn thương. À, chúng ta có thể thấy rằng những vị mà bị vướng vào trong cái cuộc nổi loạn đó, họ phải chạy trốn, họ phải lúc đó đâu có còn phân biệt là mình là cộng hòa hay dân chủ, hoặc là chúng ta là người muốn ủng hộ hay là không ủng hộ Trump, chúng ta chỉ là những người muốn sống. Đó là một cái trải nghiệm bởi vì cái con quái vật mà chúng ta đã nuôi nó đã sống dậy và nó đã có cái sự tự chủ của nó. Và những người mà họ tấn công Capitol Hill thì lúc đầu họ nghĩ rằng họ làm cái điều này cho tổng thống, cho Trump. Nhưng mà thật khi mà nó đã lên một cái đỉnh cao rồi thì nó không còn là cho Trump nữa, mà nó có một cái đường đi riêng của nó, những cái đam mê, những cái bất an đó nó tự biểu hiện. Khi mà chúng ta nhận thấy được là chúng ta đang đi về cái hướng đó, thì chúng ta có thể tiếp cận cái tình huống của xã hội với nhiều hiểu biết hơn, nhiều sự từ bi, sự mềm mỏng hơn. Chúng ta không có nghĩ rằng là chúng ta sẽ phán xét và là trừng phạt những người này. Ví dụ như là Trump, ông phán xét rất là nhiều người, nhưng mà cuối ngày thì ông lại nói rằng là lúc đầu thì ông nói rằng là tôi thương mọi người, tôi sẽ làm tất cả vì mọi người. Nhưng mà sau đó thì ông ấy lại nói rằng là những người nào mà tấn công Capitol Hill thì các bạn không có phải là những người làm việc đúng, và các bạn phải trả giá cho những gì mà các vị đã làm. Và đó là đều là về sự sống còn. Trong cái khoảnh khắc đó thì không có gì là cao thượng, không có gì là đúng hay sai nữa, mà nó đều là về bảo vệ cái sự an toàn cho chúng ta, cái sự sống còn của chúng ta. Và đó là con quái thú đã trở thành vị chủ nhân, đã biểu hiện ra. Và chúng ta hãy thở với nhau. Con học được một cái điều rất là hay từ Dan Siegel, vì đây là cái ví dụ cái tay của chúng ta, thì cái cánh tay trước của chúng ta nó là cái xương sống của chúng ta, cái cổ tay đó
là cái cuốn của não, còn ngay cái bàn lòng bàn tay của chúng ta đó là cái bộ não từ từ con từ các loài bò sát. Hãy chúng ta có thể vẽ một cái con rắn lên trên đó. Cái con khám phá ra được rằng là cái cộng đồng mà ủng hộ cho Trump thì cái con rắn mà cuốn tròn á, đó chính là cái biểu tượng của họ. Và cái con rắn đó lúc nào nó cũng sẵn sàng để mà mổ. Con vẽ lên cái con rắn màu đỏ. Con rắn. Một là đóng băng, hai là tấn công. Cái còn cái ngón cái của chúng ta chính là cái bộ não mà về cái cảm thọ của chúng ta. Còn bốn ngón tay còn lại nó ôm trọn mọi cái. Đó là cái phần não ở ngoài của chúng ta. Đó là một bên não, và đây là bên bán cầu. Bên bán cầu phải, và đây là bên bán cầu trái. Mỗi tay của chúng ta là một bán cầu của não. Thì mỗi lần mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi một cái gì đó mà nó không có dễ chịu, từ những cái mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta, tại vì nó đi qua cái cột sống, nó đi tới cái nơi, nó đi qua cái từ cái cột sống, nó đi lên cái cuốn não, và nó đi lên cái não ở phía trên, và nó tức thì nó làm cho chúng ta muốn đánh lại hoặc là chúng ta muốn chạy. Nhưng nếu như chúng ta dùng cái phần còn lại của não, như ví dụ như chúng ta đang chạy, ví dụ như chúng ta đang chạy thì chúng ta thấy con rắn, chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta muốn chạy. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái bộ phận khác của não, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cái, chúng ta sẽ nhận thấy cái, sẽ có cái thời gian nhìn lại cái vấn đề, và chúng ta thấy rằng đó không phải là con rắn mà là một cái cành cây. Và chúng ta có thể làm ngưng lại cái phản ứng đánh hay là chạy. Hoặc là một người nào đó vừa mới nói gì đó mà chúng ta sẵn sàng tấn công họ, thì chúng ta có thể dừng lại và nói rằng là ồ, đó là người huynh đệ của tôi. Chúng ta không biết tấn công huynh đệ của tôi vì cái nhìn của anh ấy. Con đã sống ở Arizona 35 năm. Và có một cái bạn của em trai con có những cái chính kiến như vậy. Thì cho nên là em trai con mới có những cái chính kiến như thế. Nếu như con không có mặt ở đây mà con có mặt ở nơi đó như là em trai con, thì con cũng sẽ có những cái thấy như là em trai con. Và con đã học được thở, con đã học im lặng, con đã học cách không có phản ứng ngay trong cái lúc đó. Cho nên cái điều đó nó giúp đỡ, cứu giúp được những cái quan hệ trong xã hội, trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có thể cảm nhận được cái phổi của chúng ta. Khi chúng ta khó thở, chúng ta cảm nhận được cái tim của chúng ta đập nhanh hơn, thì chúng ta biết rằng đây chính là cái bộ phận não mà nó bắt đầu nó đi về cái hướng phản ứng. Thì chúng ta có thể dùng cái sự hiểu biết của chúng ta, cái bộ phận khác của não của chúng ta, để chúng ta có thể làm dịu xuống cái phản ứng mạnh đó của tâm của chúng ta. Chúng ta có thể lắng dịu lại. Và điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thể tránh được cái sự làm hại lẫn nhau. Và đây là cái cách mà chúng ta có thể thực tập khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo lắng, cảm thấy bạo động. Chúng ta muốn trả thù, chúng ta muốn trừng phạt. Chúng ta hãy thở. Và hãy làm dịu lại cái bộ phận não mà nó muốn phản ứng đó, cái con rắn trong chúng ta.
Con đang rất là bình an và con đang rất là con đang rất là ổn. Và con cũng muốn mời mọi người hiểu về cái bán cầu trái và bán cầu phải của não. Bởi vì trong một cái cuộc sống của một người thực tập, con khám phá một điều rằng là tất cả những cái tội giác nó đều có mặt ở đó hết. Và nếu như chúng ta hiểu được về cái về khoa học về não bộ thì chúng ta có thể hiểu được rõ hơn những gì chúng ta đang làm. The denial, the snake that is ready to strike. We have the left brain and chúng ta có bán cầu trái và bán cầu phải. So, standing like this, this the đây là bán cầu phải, đây là bán cầu trái. Có những cái cuốn hay cái cuộn là vân vân não. A neuroanatomist, her name is có một cô gọi là Jill Boutte Taylor, cô đã viết một cái cuốn sách Stroke of Insight, có nghĩa là một cái con rất là con đã đọc cuốn sách đó và cô này có nghiên cứu về con và nghiên cứu về bộ não rất là nhiều người, rất là nhiều năm. Nhưng mà một ngày cô bị tai biến và một ngày khi cô nhận biết được rằng là lúc đầu cô không có di chuyển được, không nói được, bởi vì nó đã ảnh hưởng cái bán cầu trái của não. Cô nhận biết được rằng là có một có những lúc mà cô đi ra đi vào cái sự phân sự nhận biết, cô có thể cảm nhận được, không bất kể cảm nhận được cái sự khác biệt giữa thân thể của cô ấy và cái nơi mà cô ấy đang ở. Chúng ta cô ấy cảm thấy rằng là cô ấy là một với cái nơi mà cô ấy đang ở. Một bên thì cô ấy cảm giác rất là bình yên, cảm thấy một với tất cả mọi thứ. Nhưng mà một bên thì cô ấy cảm thấy rất là lo lắng, cô ấy cảm thấy là cô đang bị chi phối bởi tai biến. Đó là bởi vì cái bán cầu phải nó làm chủ lúc đó. Và cả hai bán cầu nó đều cần thiết cho sự sống còn của chúng ta. Nhưng mà chúng có những cái điểm chú tâm khác nhau. Cái bán cầu trái nó nghĩ về quá khứ, về tương lai. Nó bị kẹt vào những cái chi tiết và chi tiết trong chi tiết. Nó chú tâm vào cái thành phẩm. Nó phân biệt, nó kỳ thị, phán xét. Đó là bán cầu trái, nó luôn luôn nói. Nó có những cái ngôn ngữ. Nó chuyên về ngôn ngữ, nó chuyên về logic. Đó là bán cầu trái. Và trong xã hội chúng ta đã trở thành những người mà sử dụng não trái của chúng ta rất là nhiều, cả ngày. Chúng ta bị kẹt vào thông tin, chúng ta bị kẹt vào Internet, mạng, vào công việc, vào những cái tiểu tiết, những cái chi tiết. Và chúng ta trở thành một cái xã hội của não trái thôi. Đó là lý do tại sao không thể tránh được chúng ta sẽ tưới tẩm những cái hạt giống của phân biệt. Đây là cái giữa tôi và anh, giữa tôi và các và cộng đồng. Và trong cái kinh Kim Cương, Đức Phật đã nói về bốn cái nhìn sai lệch. Một cái là một
cái nghĩ rằng có một cái cá thể với cái não với cái não mà chúng ta cảm nhận được cái có được cái trí nhớ, chúng ta nhớ những gì chúng ta đã là, những gì xảy ra với chúng ta, và chúng ta cho đó là chính chúng ta. Và chúng ta hỏi rằng chúng ta có an toàn hay không. Đức Phật dạy vào 2600 năm trước. Đức Phật đã nói về vấn đề này, nghĩ rằng tôi là một cá thể biệt lập trong kinh Kim Cương. Và cái thứ hai Đức Phật dạy rằng, cái thứ nhất là quan niệm của một cái cá thể biệt lập, tức là cái ta, và đó là cái sự phân biệt, đó là sự khác biệt. Và cái thứ hai đó là loài người, và giữa sự phân biệt giữa con người và những cái gì không phải là con người, ví dụ như là cầm thú, những cái vật vô tri, những loài thảo mộc. Và bởi vì có cái quan niệm về một cái cá thể, chúng ta có cái quan niệm về cái của ta. Khi chúng ta càng tối tân hơn thì chúng ta càng muốn an toàn hơn. Không những chỉ là trong nhà chúng ta muốn tấn công người khác, để trước khi mọi người tấn công chúng ta muốn hãm hại người khác, chúng ta muốn giết người khác trước khi người khác muốn giết ta. Chúng ta muốn xâm phạm lấy những cái quốc gia khác. Đó, cái sự sống còn đó, nó đã lớn lên thành một cái ta rất là lớn. Và nó đi từ cái rất là bản sự sống còn của chúng ta. Và chúng ta cảm nhận rằng, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có quyền để mà lạm dụng những loài động vật, những rừng cây, nước. Chúng ta cảm thấy chúng ta có cái quyền đó để chúng ta có thể có được an toàn. Mẹ con đã xem một cái video có một cô cháu gái của Trump, Dennis. Và cô đang muốn hiểu hơn về những cái gì mà và ông đang làm. Thì cô nói rằng là tất cả những gì mà ông làm đều xuất phát từ sợ hãi. Ông rất là sợ thất bại. Bởi vì bố của ông đã dạy cho ông rằng đừng bao giờ thất bại hết. Và điều đó nó chấn ngự ông. Cho nên là cô ấy nói rằng là tất cả những gì mà Trump làm đều đa phần là xuất phát từ nỗi sợ. Ông chỉ muốn thắng thôi. Và đó chính là đi từ cái phần não muốn sống còn của chúng ta. Và Trump không phải là người duy nhất mà chúng ta... Trump không phải là người mà chúng ta nên phán xét. Con không có quan tâm đến chính trị. Nhưng mà bởi vì qua một số cái công việc thì con đã bắt đầu cảm thấy thú vị. Nhưng mà Trump chính là cái biểu hiện của cái cộng đồng. Nhận biết cộng đồng của chúng ta. Chúng ta biết là hàng triệu người ủng hộ Trump trong nước Mỹ này. Là tại sao ông đã trở thành rất là thành công, trở thành một cái biểu tượng? Đó là bởi vì ông biết rằng, biết cách nào để mà làm cho những cái sự sợ hãi của chúng ta được biểu hiện. Ông biết cách đánh vào cái sự sợ hãi và cái sự bạo động trong chúng ta. Và
Ông có thể làm được điều đó là bởi vì nó có trong cái điều đó đã có mặt sẵn trong tự thân của chính chúng ta. Chúng ta đã cho phép những cái thông tin đó nó tưới tẩm những cái hạt giống sợ hãi của chúng ta, bởi vì chúng ta có những cái sự phân biệt vô thức và có ý thức. Chúng ta có sự phân biệt những về đối với những người khác, sự phân biệt với những loài khác không phải là con người, trong lối sống của chúng ta, trong lối suy nghĩ, lối tiêu thụ của chúng ta. Chúng ta, đó là lý do tại sao khi mà nói rằng là khi có ai đó nói rằng là những người đó, những người nhập cư đó, họ sẽ lấy đi công việc của bạn, thì chúng ta sẽ tin ngay. Và Đức Phật đã nói lên những vấn đề này, và về cái ta, về con người, về sinh vật sống, và về thọ mạng. Talking about human living beings versus nói về con người đối với những loài vật khác, chúng ta cảm thấy là một người tầm thường, hoặc là đối với những người cao hơn như là Đức Thế Tôn, hoặc là như là Chúa, thì khi mà cái não trái của chúng ta nó chú trọng vào sự phân biệt, thì cái não phải của chúng ta nó lại chú tâm vào cái sự bình yên, nó không có dùng ngôn ngữ nhiều. Cho nên khi mà cô Taylor cô bị tai biến, thì cô nói rằng đây chính là Niết Bàn. Không có tiếng nói nào hết, nó không có một cái sự buồn rầu, một cái sự sân hận, một cái sự hoảng sợ nào. Và trong cái khoảng đời sau cái sự tai biến đó, nó trở thành Niết Bàn cho cô. Và Niết Bàn có sẵn trong tự thân của chúng ta. Nếu chúng ta tìm, chúng ta quay vào bên trong, chúng ta sẽ thấy được nó. Trong Kinh Kim Cương, Đức Phật luôn nói rằng là khi mà con tìm Thế Tôn trong âm thanh, trong thân thể, thì con đã đi theo cái lối sai, và con không thể tìm được Thế Tôn, không thể tìm được Như Lai trong những cái biểu hiện đó. Và cái não phải của chúng ta nó không có cái sự phân biệt đó, và nó nhìn mọi thứ như là một. Cái não phải của chúng ta nó luôn ở trong cái giờ phút hiện tại, nó rất là thích những gì đang diễn ra trong hiện tại, và nó không có muốn nó chỉ là nhận diện đơn thuần, nó không có muốn đặt tên cho những cái bất cứ một cái trải nghiệm nào hết. Nó là một cái nhận biết đơn thuần. Và bởi vì cho nên chúng ta hãy học cách chỉ là cảm nhận thôi. Và trong là một cộng đồng, chúng ta đã sống dựa trên não trái quá nhiều, và chúng ta không còn là những con người của cảm nhận nữa, mà là những người mà tàn phá, những người bắt đầu phán xét. Nhưng mà chúng ta có những cái khả năng này hết. Trong từng tế bào, chúng ta có thể trở thành những người có thể cảm nhận được trực tiếp một cách không phân biệt tri giác cao hơn. Và hàng triệu năm chúng ta qua cổ tiến hóa, chúng ta đã trở thành một loài người Homo sapiens, một loài người rất là thông minh. Nhưng mà chỉ cần một giây thôi, chúng ta có thể trở về với cái sự phản ứng rất là
rất là bản năng. Chúng ta là những con rắn có thể mổ. Và điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta có thể từ cái nơi đó một hơi thở thôi mà chúng ta, hoặc là một bước chân có chánh niệm, một hơi thở chánh niệm, một suy nghĩ có từ bi. Close it. Hold the limbic brain. Yeah, hãy, hold. Yeah, hãy ôm ấp cái phần não bộ mà có cái phản ứng của chúng ta. Hãy dùng não bán cầu phải của chúng ta để có thể hiểu và có cái sự nhận biết về tự thân. Chúng ta có thể đi, chúng ta không cần phải đi qua hàng triệu năm tiến hóa, mà chúng ta có thể đi từ những cái đi trong vòng một giây thôi. Và cái sự thực tập của chúng ta nó đều là về cái mặt này hết. Chúng ta học để làm cho tâm an, và con cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là biết ơn Đức Phật, biết ơn biết ơn sư ông, và biết ơn những vị tổ tiên của chúng ta. Con thì cũng vẫn chú ý tới những cái tiểu tiết, nhưng mà bây giờ đã là 11:20 rồi. Con cũng xin xin lỗi, con sẽ kết thúc ngắn gọn. Trong cái sự thực tập của chúng ta thì chúng ta nhìn sâu sắc, chúng ta thấy được rằng trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta có thể nuôi dưỡng được cái não phải của chúng ta. Ví dụ như chúng ta thực tập im lặng hùng tráng, chúng ta đang nuôi dưỡng cái não phải của chúng ta. Chúng ta thở cái chánh niệm, chúng ta làm lắng dịu tâm của chúng ta, lắng dịu thân của chúng ta. Giống như buổi sáng nay chúng ta có một cái buổi ngồi thiền có hướng dẫn, thì chỉ trong cái buổi, trong cái bài đọc đó có một cái câu gọi là không có, không người thở, chỉ có hơi thở thôi. Và trong cuộc đời con đã đi qua rất là nhiều cái cú sốc tinh thần, nhưng mà cái sự thực tập đã cứu con. Và con thấy rằng là trong cái cuộc sống hàng ngày, phần lớn là tâm con không có còn đi về quá khứ nhiều nữa. Những gì đã xảy ra, và ngay cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong ngày hôm qua, rất là bất an, con cũng không có nghĩ về nó nhiều. Hoặc là những gì trong tương lai, con cũng không có nghĩ về đó nhiều. Nghĩ những gì sẽ xảy ra cho chúng ta, những gì sẽ xảy ra trong, và trong 10 năm, trong 1 tháng, những cái đó con không có còn suy nghĩ nhiều về nó nữa. Nhưng mà con có cái lòng tin rất là vững trong cái giờ phút hiện tại. Và chúng ta hãy trở về và đối diện với những cái gì trong hiện tại, thì những cái gì trong tương lai nó sẽ tự mở cửa. Cho nên tất cả những gì chúng ta đang làm đó là nuôi dưỡng cái não bán cầu phải của chúng ta, sống trong giờ phút hiện tại, sống như là một với tất cả, để ôm ấp và thương yêu. Cho nên con sẽ kết thúc với một cái câu chuyện về một người đàn ông. Cái từ tiếng gầm sư tử, và cái anh chàng này là đã từng là một người theo chủ nghĩa fascist. Và ông đã tạo ra một cái nhóm người phân biệt chủng tộc, gồm có những người da trắng, và đã làm hại rất là nhiều người, với những người da màu, những người là đồng tính nam, đồng tính nữ, những người khác với ông ấy. Ông đã tấn công họ, và băng đảng của ông cũng rất là bạo lực.
Và ông ấy nói rằng là khi mà con làm những cái điều đó và sau đó con nghĩ rằng, con thấy rằng là con cần cái sự phản kháng những cái hành động bạo lực của con. Con trở thành một người bạo lực và trở thành cái sự bạo lực nó trở thành là con người của con. Con cần nó và con sẽ đánh những người khác cho đến lúc mà họ bị phải nhập viện để con có thể có được cái sự hưng phấn đó. Và khi và ông ấy nói rằng là khi mà họ khi mà ông ấy được hỏi rằng làm sao mà anh có thể làm được những cái điều đó, thì câu trả lời rằng là nó là sự thực tập. Nó là sự thực tập. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta tưới tẩm, hạt giống nào thì hạt giống đó sẽ nảy mầm. Nếu chúng ta tưới tẩm hạt giống của phân biệt, của bạo động thì nó sẽ nở hoa, nó sẽ thành cây. Và anh ấy nói rằng khi mà các bạn làm những điều bạo lực thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành rất là khổ đau, và nó sẽ trở thành từ hại người khác cho đến hại chính mình, và điều đó trở thành rất là rõ ràng. Và tất cả những gì mà như tình thương, sự tha thứ, sự từ bi, sự tốt bụng, tất cả những cái đó không phải là nó chỉ trở thành xa lạ, mà nó trở thành một cái gì đó chúng ta không muốn. Và có một người đã đưa, có một anh chàng đã để một cái chân lên bàn của Pelosi, và anh ấy nói rằng tôi sẵn sàng để chết trong một cái chết bạo lực, và chúng ta hãm hại người khác, và sau đó chúng ta sẽ hãm hại chính bản thân chúng ta. Và một ngày đó cái anh chàng Nazi này lúc mà anh tới McDonald's thì anh có một cái dấu chữ thập ngoặc của phát xít ở trên ngón tay của anh, cái nhẫn. Thì anh khi mà có một người cô có một người phụ nữ người Mỹ gốc Phi thấy cái đó và nói rằng là tôi biết rằng là anh tốt hơn như vậy, và anh rất là giận dữ và anh đã không có quay lại cái nơi đó nữa. Nhưng mà anh đó là cái giây phút mà làm cho anh bừng tỉnh và anh thấy được những cái phiền não của tự thân. Và anh nói rằng những người mà thần tượng hóa những cái nhóm người mà da trắng tự hào, hoặc là những người mà là trong thời đại của chúng ta thì có những cái cuộc bạo động. Chúng ta con hy vọng rằng là trong mỗi người chúng ta là người thực tập. Chúng ta hãy thực tập cách lắng tâm lại và thương yêu đối với tự thân của chúng ta, và đừng có tàn phá tự thân của chúng ta bằng sự hoang mang hoặc là sự giận dữ. Và khi chúng ta có thể làm lắng dịu chính chúng ta, và hãy dùng cái não phải của chúng ta có thể giúp được rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta.
và chúng ta có thể không có làm từ cái nơi hành động từ cái nơi mà muốn trừng phạt. Và chúng ta hãy đừng có làm, hãy chúng ta hãy nhớ rằng là trong chúng ta sẽ đều nằm xuống và chúng ta đều muốn sống và chúng ta có thể làm việc chung với nhau để mà mang lại bình yên. Nhưng mà trong mỗi chúng ta phải tự phải làm một cái gì đó, phải tự nhận xét lại chính mình, cho nhìn lại trong chính chúng ta những cái sự phân biệt có ý thức và những cái phân biệt vô thức. Và đây là những cái tệ nạn trong xã hội của chúng ta mà chúng ta đừng có nên chỉ ngón tay tới bất cứ ai, mà hãy đi vào bên trong và chuyển hóa chính chúng ta và hãy giúp người khác chuyển hóa. Con rất là cảm ơn quý thầy, quý sư cô và cảm ơn quý cư sĩ. Chúng con biết là các vị đang ở đó và chúng con chúc quý vị thật là hạnh phúc.